đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà. Anh như là sương khói mong manh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa thu. Làm việc tại cơ sở 1, em đã gửi tới các bác những hệ thống dàn mini đang được Thanh Lý sale off với mức giá rất là tốt. Các bác có thể xem lại kênh YouTube của Thanh Tâm để lựa chọn cũng như là alo ngay để mua được những cái bộ sản phẩm ưng ý. Ngày hôm nay thì quay trở lại với những sản phẩm cao cấp, em lại gửi tới các bác một bộ 3 thiết bị đang nằm trong khung hình video ở đây, bao gồm một chiếc ampli đàn, một chiếc DAC cũng như là một cặp loa Buxell đến từ hai thương hiệu đó là Lussmann và Onkyo. Chiếc ampli đàn mà các bác nhìn thấy đây là chiếc Lussmann SQ-N150, cái phiên bản cao cấp nhất của dòng SQ-N với cái thế hệ mini. Và chiếc DAC mà các bác đang nhìn ở trong khung hình là chiếc Lussmann DA200, một trong những dòng máy DAC ở thị trường Việt Nam được rất là nhiều khách hàng yêu thích, tin tưởng, lựa chọn và sử dụng. Cả bộ đôi thiết bị này thì đều có xuất xứ là Made in Japan các bác nhé. Ampli đàn thì sẽ có công suất là 10W một kênh cho cái hệ thống bóng. Ở cái công suất này thì nếu mà các bác chơi ampli integrated thì các bác sẽ thấy đó là nghe có vẻ hơi bé, nhưng mà đối với ampli đàn 10W một kênh cũng là một trong những cái công suất rất là lớn rồi. Cặp loa ngày hôm nay lựa chọn để phối ghép với hệ thống ampli đàn cũng như chiếc DAC này là cặp loa Onkyo, và nhân vật chính của trong video này chính là cặp loa này, Onkyo D412X phiên bản full thùng xốp. Bộ sản phẩm này thì được Onkyo sản xuất ra với mục tiêu đó là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng Buxell màng gỗ thế hệ mới của Onkyo. Và cái bộ sản phẩm D412EX này thì cũng không phải là lần đầu tiên mà Thanh Tâm đưa cái bộ sản phẩm này về hàng. Nó đã xuất hiện tại cửa hàng của Thanh Tâm cũng như là đã nằm ở rất nhiều những cái không gian, những cái phòng nghe nhạc của các bác. Tuy nhiên thì các cặp Onkyo ngày hôm nay nó cũng khá là đặc biệt vì đây là bộ sản phẩm full box, có nghĩa là full thùng xốp đầy đủ phụ kiện, gồm dây loa cũng như là catalog. Bộ này thì thực tế thì cái bộ Onkyo D412X này thì nó sẽ có mức giá dao động khoảng từ 15 cho tới 20 triệu tùy hình thức. Hình thức ở đây thì nó sẽ quyết định tới cái cảm quan bên ngoài, những cái thiết kế, những cái độ nguyên bản. Còn về những cái dòng D412X này ở Việt Nam thì em nghĩ rằng cũng không có dòng loa nào bị sửa đâu các bạn. Tại vì trước giờ em mua thì cũng chưa có một con nào hỏng cả. Chỉ ăn nhau quyết định ở hình thức thôi.
Cặp loa Onkyo 412X này hàng thùng xốp đập xuất sắc thì sẽ có mức giá là 20 triệu. Tuy nhiên ở trong video này em sẽ siêu hợp cho các bác với mức giá là 18 triệu các bác nhé. 18 triệu thôi. Và với một cặp loa đẹp thì cũng phải đầy đủ hai vế e căng. Chúng ta có cả dây loa zin của Onkyo nhé. Đây là thùng xốp của cặp loa. Để mà phân biệt được một cặp loa 412 đẹp so với một cặp xấu ấy, thì các bác sẽ nhìn vào những cái điểm như sau. Cái đầu tiên ấy là các bác sẽ nhìn vào những góc cạnh. Góc cạnh của loa, nếu mà một tuyến loa đẹp thì nó sẽ rất là đẹp, nó không bị xước cũng như bị cấn nhiều. Các bác nhìn thấy. Tại vì cái đặc trưng của cái dòng loa Onkyo này đó là hai bên má của loa thì nó sẽ ốp hai cái miếng gỗ màu đỏ rất là sang và đẹp. Ở phần phía trên đỉnh thì chúng ta sẽ có một cái nước sơn bóng piano. Tất nhiên rồi, cái nước sơn này thì chúng ta không thể gọi là không thể giữ được cho cái nước sơn nó không xước được, nhưng mà miễn làm sao mà nó không bị bong cũng như bị cấn vào cái mặt lưng là được. Còn về phần mặt trước này thì nếu mà một cặp loa đẹp thì các bác sẽ nhận biết được ngay đó là cái màng của loa. Cái màng của loa 412 ấy, thì nếu mà dòng loa đẹp thì chắc chắn là cái màng lụa này nó sẽ còn rất là trắng và sáng. Bản chất của cái màng loa Onkyo 412 được là bằng lụa các bác nhé, bằng gân vải. Chép thì là hình chép đầu đạn, rất là đẹp, không bị cấn móp gãy gì cả. Đó, nói chung là cặp loa này của em thì cực đẹp luôn các bác nhé. Gần như là đẹp nhất từ trước tới giờ về hàng luôn. Hoàn hảo luôn các bạn. Phía sau của cặp loa Onkyo này thì các bác sẽ có cái thông tin, đó là cái hệ thống cầu loa được làm bằng rách bắp chuối này. Đánh bi quai, có thể tháo cầu, cầu zin. Và cái công suất là 200W trở kháng 4 ohm. Rất là khủng các bác nhé. Hai bên vế loa thì đều như nhau hết. Cặp loa này đang được sale off với mức giá rất là tốt là 18 triệu. Cặp này thì các bác mua về thì ngoài cái điểm đầu tiên là các bác có thể thưởng lãm chất âm. Cái thứ hai nữa là các bác sẽ góp cho cái khung trưng bày sản phẩm của bác có thêm một cái bộ loa đến từ thương hiệu Onkyo với cái hình thái cực đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy cái chop bass của 412 thì được làm bằng cái hình dạng đầu đạn rất là đẹp. Và cái màng thì sẽ được làm bằng cái màng lụa, cực đẹp luôn. Cả chop của chép cũng được làm bằng hình đầu đạn. Đây là bộ sản phẩm cao cấp nhất trong cái dòng bookshelf của Onkyo. Bác nào quan tâm tới bộ sản phẩm này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Về chiếc Pleiadian thì sẽ có mức giá là 50 triệu. Chiếc DAC Luxman DA200 thì sẽ có cái mức giá là 22 triệu các bác nhé. Đây là combo các bác có thể chơi nhạc số ngay hoặc là các bác có thể mua lẻ về để phối ghép. Chưa nhập ngủ anh hay dẫn em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây, ở đây im vắng thưa người còn ta với trời. Thời gian vào đêm rừng sao làm nên khói sương răng lối cỏ quen, tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi. Bảy nhân
gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây. Thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối. Bảy nhân gian để đêm khói thuốc tây vàng tìm nhau thấy cơn ngủ trên cỏ mây. Thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người ngủ trên cỏ mây. Thường khi vào tối nhớ bạn nào quan tâm tới cặp loa 412X sưu tầm cũng như là bất kỳ một trong bộ ba thiết bị ở video này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thành Tâm. Xin chào.